Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Sống Để Hạnh Phúc ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị khán giả thân mến, cuộc đời mỗi con người đều có giới hạn cả. Không ai có thể trở nên trường sinh bất lão. Chúng ta có thể sống được 60, 70 năm hay thậm chí 100 năm. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sống càng lâu thì càng làm được nhiều điều có ích. Cuộc sống của bạn có tốt và thực sự ý nghĩa hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào tính cách, thái độ và tình yêu với cuộc sống của chính mỗi chúng ta. Có những người luôn cố gắng làm việc có ý nghĩa cho cuộc sống. Lại cũng có những người dùng thời gian hữu hạn của đời người để làm những việc chẳng mang lại lợi ích gì. Ngược lại, còn gây nhiều nguy hại cho chính bản thân mình nữa. Điều đáng tiếc là hầu hết chúng ta đều phạm phải những sai lầm ấy mà chẳng hề hay biết. Và ngay sau đây, Huy Hoàng xin gửi tới quý vị 4 việc làm lãng phí nhất cuộc đời của mỗi con người. Mời quý vị cùng theo dõi. Và nếu thấy hay, quý vị đừng quên chia sẻ clip đến với những người thân yêu nhất của mình. 1. Phiền muộn. Trong cuộc sống, nhiều người trong chúng ta vẫn đang tự làm khó bản thân mình, khiến mỗi ngày trở nên căng thẳng, phiền muộn và lo lắng. Và điều này chỉ khiến cho bản thân ta cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng tích cực. Trong cuộc sống này, luôn luôn có biến số, có khó khăn, có thử thách, chẳng ai có thể đoán biết trước tất cả. Vì vậy, thay vì khiến bản thân tiều tụy, lo âu, chẳng thà chúng ta giải phóng bản thân để mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng và thong thả. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, thản nhiên đối mặt với mọi việc trong cuộc sống. Đừng để ưu sầu bủa vây, trói buộc thể xác và nội tâm của chúng ta. 2. So sánh. Trong cuộc sống, bản thân mình cảm thấy vui hay không vui, thỏa mãn hay không thỏa mãn, hạnh phúc hay không hạnh phúc mới là điều quan trọng. Đừng để bản thân phải sống trong trạng thái luôn luôn so bì hơn thua với mọi người. Cũng đừng vì người khác mà khiến cho bước chân của mình bị cản trở. Mỗi người đều có cơ hội và phúc phận của riêng mình, đồng thời cũng sẽ gặp phải sóng gió trong cuộc sống. Đừng đem vinh hoa và thành công của người khác ra so sánh, để rồi giày vò bản thân mình. Cũng đừng mù quáng, tùy tiện mô phỏng, bắt chước phong cách sống của người khác mà quên mất đam mê theo đuổi ban đầu của mình. 3. Oán trách. Gặp chuyện không hay, việc đầu tiên là trách cứ người khác. Gặp chuyện không thuận lợi, việc đầu tiên là oán trách điều kiện khách quan. Đây là thái độ sống vô cùng tiêu cực và bị động, là một biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm. Oán trách thực ra không mang lại bất cứ lợi ích gì. Nó chỉ khiến chúng ta không thể nhận ra vấn đề của bản thân, không ý thức được sai lầm của chính mình. Người thông minh sẽ hiểu rằng họ cần phải tự phản tỉnh, tìm ra đáp án từ chính mình, chứ không đổ lỗi hay thoái thác, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Chỉ khi đối mặt với các vấn đề gặp phải trong cuộc sống bằng thái độ tích cực như vậy, chúng ta mới có thể chững chạc hơn, rút ra được bài học và tích lũy thêm kinh nghiệm sống, để cuộc sống hiện tại và sau này của chúng ta ngày càng thuận lợi. 4. Bất mãn. Một cuộc đời chỉ chất đầy những oán trách sẽ ngày càng rời xa và cuối cùng là mất đi niềm vui thực sự. Bất mãn với môi trường xung quanh, với người khác, với hiện thực và cuối cùng là bất mãn với lựa chọn và quyết định của mình. Thái độ sống này sẽ làm suy yếu sức chiến đấu và nhiệt huyết của bạn, cản trở bước chân tiến về phía trước của bạn và đẩy bạn rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó có thể tự thoát ra. Hãy thử để dũng khí của bản thân thản nhiên đối mặt với những sóng gió của cuộc đời, chấp nhận mỗi quyết định mà bản thân mình đưa ra, cho dù quá trình này có nhiều gian khổ. Chúng ta cũng không nên dễ dàng từ bỏ, càng không nên dậm chân tại chỗ để cuối cùng lại bất mãn với chính mình. Con người ta thường sẽ chỉ biết được giá trị của một điều gì đó khi chúng ta đã đánh mất nó. Lúc có thì không gìn giữ, mất đi rồi thì lại hoài niệm và mải mê kiếm tìm. Chính vì vậy mà nếu có thể, mỗi chúng ta phải chăm sóc tốt những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Đừng để chúng trôi đi dễ dàng, đừng để lãng phí. Nếu không bạn sẽ hối hận cả đời này. Và trong tất thảy mọi thứ, có 3 điều mà chúng ta tuyệt đối không nên phung phí trong cuộc đời này. 1. Sức khỏe. Sức khỏe là tất cả, không có sức khỏe mọi thứ đều biến mất. Khi tôi còn trẻ,
tôi đã cảm thấy rằng sức khỏe của mình không quá quan trọng. Nhưng khi tôi lớn lên, tôi dần dần cảm thấy cơ thể mình không còn tốt như trước. Tôi chợt nhận ra rằng bản thân trước đây của tôi thực sự quá thờ ơ và đã quá coi thường cơ thể của mình, nhưng đã quá muộn để hối hận rồi. Tôi nghĩ rất nhiều người có suy nghĩ giống tôi. Trong trường hợp này, đừng lãng phí sức khỏe của bạn. Ăn ngon, ngủ ngon, tập thể dục tốt, không thức khuya, phát triển thói quen tốt, có trách nhiệm với bản thân và cơ thể của mình. Sức khỏe không đủ khả năng để phô trương. Tất cả chúng ta sẽ dần già đi. Chỉ có sức khỏe tốt, mọi thứ sẽ tốt. Để sống tốt hơn và làm cho cuộc sống của chúng ta bớt hối tiếc, bất kể chúng ta làm gì trong tương lai, chúng ta phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. 2. Tình yêu. Tình yêu không được trân trọng cho đến khi bạn đánh mất nó. Nhưng hãy yêu nó khi bạn có nó. Tình yêu không thể đủ khả năng để vung tay. Một số người, một khi đã bỏ lỡ là cả cuộc đời. Và một số người, một khi đã mất, không bao giờ có thể lấy lại được. Tình yêu là một điều tuyệt vời và là một điều rất thiêng liêng. Mọi người trở nên ấm áp hơn vì họ có tình yêu và thế giới tốt đẹp hơn vì họ có tình yêu. Trân trọng tình yêu, đối xử tốt với tình yêu và để tình yêu có một sự trở lại tốt đẹp. 3. Thời gian. Trên đường đi, điều cuối cùng chúng ta mất là thời gian. Nó hoàn toàn không có mặt và vô tình làm cho chúng ta đi qua từng tuổi một, năm này qua năm khác. Không có cách nào chúng ta chiến đấu với thời gian. Đứng trước thời gian, chúng ta quá tầm thường. Thời gian không chờ đợi con người. Thời gian không tha thứ. Thời gian là quý giá và không thể lãng phí. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi luôn mong muốn lớn lên. Khi tôi lớn lên rồi, tôi không muốn phát triển quá nhanh. Nhưng thời gian sẽ không dừng lại với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi phải trân trọng thời gian, nắm bắt từng phút và từng giây và làm những gì chúng tôi muốn làm. Dù muốn dù không, con người buộc phải thừa nhận rằng thời gian đang trôi đi. Việc của chúng ta là phải sống tốt. Chúng ta có thể làm việc chăm chỉ. Chúng ta không được lãng phí. Chúng ta có thể tuyệt vời. Chúng ta không được tầm thường. Thời gian không thể đủ khả năng để phô trương và sau đó nó đã qua đi trong một đời. Kho báu thời gian, trân trọng cuộc sống và sống hạnh phúc mỗi ngày. Đừng bỏ qua khoảng thời gian tuyệt vời này. Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời và nó không thể lặp lại. Vì vậy đừng phung phí sức khỏe, thời gian, tình yêu. Đối với bản thân và với những người quan tâm đến bản thân mình, chúng ta phải sống lành mạnh, nắm bắt từng phút và từng giây trong cuộc sống và trân trọng những người yêu thương chính mình. Đừng thất vọng về bản thân, đừng thất vọng về thời gian, đừng thất vọng trong tình yêu. Thay vào đó, hãy bắt đầu làm những việc này ngay từ ngày hôm nay, để mỗi ngày sống của chúng ta là một ngày ý nghĩa nhất. 1. Hãy làm những điều khiến bạn hạnh phúc. Cuộc sống rất ngắn ngủi, đó là sự thật. Bạn không thể lãng phí một giây phút nào. Vì vậy, trong khi bạn đang ở đây, trên hành tinh tuyệt vời này, tại sao không chắc chắn rằng những gì bạn đang làm ngay bây giờ là những gì mà bạn quan tâm nhất? Những gì bạn làm hàng ngày quan trọng với bạn hơn là những gì bạn làm thường xuyên. Ví dụ như việc bạn đến công ty hàng ngày. Đây là lúc để thực sự quyết định những việc đó có khiến bạn hạnh phúc hay không. Hãy tự hỏi bản thân điều gì khiến bạn thực sự sống và bắt đầu đầu tư thời gian để có thể làm những việc đó. 2. Trân trọng những người bên cạnh mình. Đã bao nhiêu lần bạn nhận ra được những gì bạn vẫn có trong cuộc sống này? Có một gia đình yêu thương bạn, có người bạn đời yêu bạn và ngôi nhà của bạn. Bạn có thấy bạn may mắn đến mức nào hay không? Hãy biết ơn tất cả những người quan tâm đến bạn dù bạn có làm gì và trân trọng họ mỗi ngày, vì bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào thì họ không còn ở bên bạn nữa. Hãy nhớ, bạn càng thấy biết ơn, bạn sẽ càng nhận được nhiều điều đáng trân trọng hơn. 3. Luôn lắng nghe những gì trái tim mách bảo. Không có nghi ngờ gì về điều này cả. Đây là bước quan trọng nhất. Cuộc sống có thể là một hành trình thú vị, vui vẻ liên tục
nếu như bạn để nó như vậy, nếu không sẽ không có gì cả. Bạn có thể học những cách mới để thực sự sống. Hãy bắt đầu ngày hôm nay bằng cách thay đổi một điều gì đó và lắng nghe trái tim mình. Hãy quên những điều mà người khác nghĩ. Hãy dũng cảm đủ để đi tiếp một mình nếu như bạn phải như vậy. Hãy làm những gì trong trái tim bạn và thực hiện với sự cam kết, tự hào và tình yêu. Trân trọng mỗi bước đi của bạn và quan tâm đến mọi thứ xung quanh bạn. Sẽ có những ngày tồi tệ, những ngày tốt đẹp và những ngày dạy bạn làm thế nào để giải quyết khó khăn, vì chúng sẽ tới. Cuộc sống sau cùng là một con đường học hỏi lớn. Đối xử với nó như vậy và bạn sẽ không bao giờ phải hối hận. 4. Hãy là chính mình. Không có lợi ích gì khi đóng vai một người nào đó không phải là bạn, hoặc che giấu con người độc đáo và đặc biệt của bạn dưới một vỏ bọc khác. Bạn được sinh ra là chính bạn, và sau cùng bạn là duy nhất. Nếu bạn muốn tin những gì mà con người nói trong thế giới điên rồ này, rằng giống mọi người thì tốt hơn là chính mình, đừng bao giờ tin điều đó. Hãy giữ lấy phẩm chất của bạn và tự hào về nó. Nắm lấy sự khác biệt của bạn và gạt bỏ những lời phê phán của những người luôn đánh giá vì họ ghen tị với bạn. Hãy tự hào về điều đó, tiến bước và là chính bạn. 5. Học cách từ bỏ. Một số thứ không thể khắc phục được. Vì vậy, thay vì cố gắng sửa chữa những điều sai lầm, hãy học cách từ bỏ và chấp nhận. Cố gắng ép mọi thứ vào đúng vị trí và quay trở lại như ban đầu có thể làm cho tình hình xấu hơn. Đôi khi, cách tốt nhất là để chúng như vậy, bắt đầu lại và tạo ra điều gì đó tốt hơn trước. Dù cho đó là một mối quan hệ hoặc một tình huống cụ thể, việc xem xét nó theo chiều hướng tích cực, xác định cái gì có ích và cái gì không có ích là điều rất quan trọng. Và sau đó hành động theo hướng mình đã định ra. Từ bỏ không bao giờ là một thất bại cả, chỉ là lựa chọn để đi một hướng mới và suy nghĩ theo cách tốt nhất với những việc sẽ xảy ra sau này.